Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020, tức ngày 29 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Giá cả các mặt hàng những ngày giáp Tết ổn định. Viettel Hưng Yên bứt phá nhiều năm liền dẫn đầu trong các doanh nghiệp viễn thông Hưng Yên. Các địa phương tập trung đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân. Hai cơ sở bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Những ngày giáp Tết, bệnh nhân ở một số viện vẫn tăng. Sum họp ngày cuối năm, một nét đẹp truyền thống của người Việt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến rất gần. Nhân dân các địa phương ở huyện Phù Cừ đang hân hoan chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ, sung túc. Những năm gần đây, đời sống nhân dân huyện Phù Cừ đã có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt. Vì vậy, hầu hết các gia đình đều cố gắng mua sắm để chuẩn bị cho một cái Tết thật đầy đủ. Tại chợ đầu mối, phố Cao, chợ La Tiến, chợ Minh Hoàng, người dân hối hả đi chợ sắm Tết, mua những vật dụng cần thiết trong gia đình. Những ngày giáp Tết, hầu hết các chợ đều tấp nập mua bán từ sáng sớm đến chiều tối. Bên cạnh đó, chính quyền và nhân dân các xã thị trấn đã trang hoàng băng rôn, cờ hoa trên các trục đường lớn và các ngõ xóm, tạo không khí tươi vui đón Tết. Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tà Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đang tất bật cung cấp cho thị trường những bông hoa cúc đẹp nhất. Năm nay thời tiết thuận lợi, hoa nở đẹp, giá cao nên hầu hết người trồng đều cho thu nhập khá. Thôn Tà Hạ hiện có gần 30 hộ trồng cúc, chủ yếu là cúc vàng, cúc tím và cúc bạc. Theo các nhà vườn cho biết, cúc cho nguồn thu quanh năm nhưng đắt hàng nhất là dịp Tết Nguyên đán. Nhiều thương lái đã đến và đặt mua từ sớm nên hầu hết các nhà vườn đều xuất bán. Cúc bán tại vườn hiện có giá từ 2.000 đến 3.000 đồng một bông tùy loại và thu lãi từ 20 đến 25 triệu đồng một sào. Trong đó, nhiều hộ trồng với diện tích lớn như hộ anh Nguyễn Văn Khương 3 mẫu, anh Nguyễn Văn Quý 2,7 mẫu. Trong ngày 28 và 29 Tết trên địa bàn huyện Khoai Châu, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, giá cả giữ ổn định so với những ngày trước đó. Chợ Phủ là trung tâm mua sắm lớn nhất của huyện Khoai Châu. Trong mấy ngày qua, bình quân mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt người đến mua sắm. Để chống hàng giả cũng như chống tình trạng găm hàng tăng giá, ngay từ trước Tết, lực lượng quản lý thị trường và đoàn liên ngành của huyện cùng ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các tiểu thương không buôn bán hàng giả, hàng cấm, bán hàng đúng giá. So với các năm trước, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài giảm, hàng sản xuất trong nước chiếm đa số. Em thấy là hàng hóa thì đa dạng, năm nào cũng thế, đa dạng mẫu mã thì nói chung là hàng cũng dễ bán, đa dạng và giá cả thì nó cũng không chênh nhau so với dịp thường nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày nghỉ Tết Canh Tý đầu tiên của các cơ quan và nhiều doanh nghiệp. Do vậy, hầu hết các chợ trong tỉnh đều có không khí tấp nập, nhộn nhịp hơn. Mặc dù sức tiêu thụ tăng mạnh nhưng giá cả vẫn ổn định, lượng hàng hóa được bảo đảm phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Sáng 29 Tết, tại khu trung tâm thương mại chợ Tiên Lữ, chợ Đậu, huyện Văn Lâm, không khí mua bán diễn ra rất sôi động. Do nguồn cung được đảm bảo nên các mặt hàng phục vụ tiêu dùng hàng ngày như rau củ quả, thịt tươi sống, số lượng cung cấp ra thị trường rất dồi dào, phong phú, không có tình trạng giá cả leo thang. Ngày hôm nay thì không khí đông hơn hôm qua, lượng thì tiêu thụ như là 2-3 con một ngày. Giá cả thì bán thì cũng vẫn như mọi khi, ba chỉ 130.000 một cân. À, thịt ngon thì 120.000 một cân, đấy, sườn thì cũng 120.000 một cân. Ngoài ra, các loại thực phẩm khác như cá chấm, cá chép có giá từ 60 đến 70.000 đồng một kg, thịt gà có giá 130.000 đồng một kg, thịt bò có giá 300.000 đồng một kg. Đây là loại thịt có giá tăng so với những ngày trước từ 10 đến 15%. Các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu thờ cúng rất đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người đến mua. Giá bán các loại quả như bưởi, chuối, táo, cam, dưa hấu, xoài, nhìn chung không tăng so với phiên chợ ngày 28 Tết.
bưởi có giá từ 25 đến 35 nghìn đồng một quả, chuối có giá từ 30 nghìn đồng đến hơn 100 nghìn đồng một nải, cam táo các loại có giá từ 25 đến 50 nghìn đồng một kg. Tại một số chợ hoa xuân trong tỉnh, đến thời điểm này, nhiều gian hàng đã bán gần hết số lượng hoa cây cảnh. Năm nay nhà tôi là có 1.000 cây, nhưng vợ chồng tôi bán hết 99% rồi, chuẩn bị về đón xuân mới. Để phục vụ nhu cầu chơi hoa cây cảnh của người dân, nhất là mặt hàng hoa đào, hiện nay một số gian hàng vẫn tiếp tục cung cấp thêm nên người yêu thích loại hoa này không lo tình trạng khan hiếm hàng. Được biết, mỗi cành đào đẹp có giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng và từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng một cây. Tết Canh Tí đã đến rất gần, không khí mua sắm càng trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn với nguồn hàng phong phú ổn định về chất lượng và giá bán nên đã tạo niềm vui, sự phấn khởi với mỗi người tiêu dùng trong những ngày Tết đến xuân về. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 1 năm 2020, các hồ thủy điện mới xả nước để phục vụ đồ ải. Tuy nhiên, công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chủ động lấy nước sớm hơn 20 ngày từ nguồn nước có trên hệ thống và tận dụng nước chiều ngược. Đến nay, toàn tỉnh đã lấy nước đồ ải đạt trên 10.000 ha, đạt gần 40% tổng diện tích. Tập trung ở các địa phương như Kim Động, Tiên Lữ, Yên Mỹ, Ân Thi, các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã huy động 260 tổ máy ở 225 trạm bơm. Theo lịch xả nước đợt 1, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 năm 2020. Đợt 2, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2020. Đợt 3, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 24 tháng 2 năm 2020. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh tập trung lấy nước toàn bộ diện tích ở hai đợt đầu để đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa xuân. Huyện Kim Động, đồ ải và cây ải được 3.000 ha, đạt 80% tổng diện tích gieo cấy. Làm đất lần 1 đạt trên 1.800 ha. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi huyện đã tiến hành kiểm tra, tu sửa các trạm bơm, đảm bảo đúng lịch lấy nước đồ ải, gieo mạ, cấy và tưới dưỡng cho lúa vụ xuân phát triển thuận lợi. Trong những ngày Tết, nhu cầu nhân dân dùng nước tăng đột biến, có những ngày lên gấp 3 đến 4 lần. Để việc cấp nước kịp thời đến các khu vực, nhiều nhà máy nước sạch áp dụng hình thức phân vùng cấp nước theo giờ. Khi áp lực nước thường bị tụt giảm do nhu cầu sử dụng cao, nên các nhà máy nước đã có kế hoạch sẵn sàng phục vụ nhân dân. Trong đó, Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Yên và Công ty Nước sạch Ngọc Tuấn là hai đơn vị có số khách hàng lớn. Vì vậy, các doanh nghiệp này ngoài việc bơm nước 24/24 giờ tại nhà máy và các trạm truyền tải để vận hành với áp lực lớn nhất theo thiết kế, đồng thời thường xuyên cử người đi kiểm tra các khu vực cấp nước để điều áp phân vùng nhằm điều hòa cấp nước đến các khu vực dân cư. Bên cạnh đó, cắt cử công nhân trực để xử lý các sự cố, đảm bảo cung cấp nước liên tục cho người dân. Năm 2019, Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hương Long có địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào đạt doanh thu trên 660 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với năm 2018, nộp ngân sách nhà nước 35 tỷ đồng. Tổng thu nhập của người lao động đạt bình quân 12 triệu đồng một người trên tháng. Năm nay, công ty thưởng Tết Nguyên đán cho hơn 2.700 cán bộ công nhân viên với mức bình quân 32 triệu đồng một người trên tháng. Nằm trong top đầu của tỉnh có mức thưởng Tết cao, trong đó công nhân có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng một người, thấp nhất là gần 10 triệu đồng. Hiện nay, công ty đang duy trì 4 tuyến xe đưa đón công nhân đi và về trong ngày qua nhiều xã của huyện Khoái Châu, Ân Thi, Yên Mỹ và Văn Lâm. Tất cả người lao động và làm việc sau một tháng sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn, được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Dự kiến, tháng 3 năm nay, công ty tuyển dụng và đào tạo lao động phục vụ cho nhà máy may mới mang tên Hải Bảo nằm trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, với quy mô 1.200 công nhân và đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, bằng những nỗ lực không ngừng, Viettel Hưng Yên đã gặt hái được những thành công để vươn lên dẫn đầu tại Hưng Yên,
là doanh nghiệp viễn thông nên đơn vị được ví như những người lính trên mặt trận không tiếng súng. Bởi tính khốc liệt khi phải cạnh tranh về công nghệ số, một lĩnh vực mà tất cả các quốc gia phát triển đang hướng tới. Năm 2005, Viettel Hưng Yên thành lập, dịch vụ duy nhất là viễn thông di động. Do thành lập sau nên thị phần và doanh thu thấp. Nhờ sự đoàn kết định hướng đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo các thời kỳ, sau 14 năm, Viettel Hưng Yên phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực như trang thiết bị công nghệ và đội ngũ nhân sự. Năm 2019, Viettel Hưng Yên chiếm 70 trên 100% thị phần dịch vụ viễn thông di động của tỉnh với 500 cán bộ nhân viên sóng 4G phủ toàn tỉnh Hưng Yên và không để vùng trắng. Trong những năm qua, triển khai trạm thu phát sóng đến 100% xã, phường và thị trấn. Công tác triển khai cố định băng rộng, đường truyền Internet đến 161 xã, phường. Nhờ hạ tầng phát triển đồng bộ, Viettel Hưng Yên phát triển các loại hình dịch vụ trên nền tảng dịch vụ viễn thông di động 3G và 4G như Viettel Pay, Mocha. Các dịch vụ này góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển chính phủ điện tử và công nghệ số tại Hưng Yên như chữ ký số, hội nghị trực tuyến, quản trị doanh nghiệp, quản trị khám chữa bệnh tại các bệnh viện và tại trường học. Em sử dụng dịch vụ này rất là lâu rồi, phải hơn chục năm rồi ạ. Em cảm thấy nó rất là tốt, em còn giới thiệu cho cả bạn bè dùng cùng nữa. Bằng nỗ lực, sự quyết tâm chinh phục công nghệ, sau 15 năm, những người lính Viettel đã giành được sự tin tưởng của khách hàng và vươn lên chiếm lĩnh thị trường viễn thông di động trong toàn quốc nói chung và Hưng Yên nói riêng. Trong cái quá trình mà Viettel Hưng Yên có một cái bước phát triển rất là nhanh và cũng rất là bài bản, cũng thể hiện một cái tính rất là bền vững. Từ ngày mà có Viettel Hưng Yên về thì cái chất lượng viễn thông của Hưng Yên rất là tốt. Về kể cả vấn đề là chất lượng cuộc gọi, rồi cái dịch vụ viễn thông, rồi đến vấn đề giá cả. Viettel hiện trở thành đơn vị kinh doanh đa ngành như viễn thông di động, dịch vụ Viettel Pay ngân hàng số, dịch vụ viễn thông băng rộng và dịch vụ bưu chính Viettel. Để có những kết quả nổi bật trong kinh doanh, mỗi cán bộ nhân viên Viettel đã làm việc hăng say, tận tâm để giành chiến thắng trên mặt trận không tiếng súng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà mạng khác. Doanh thu của Viettel Hưng Yên từ 1,2 tỷ đồng trong năm 2005, năm 2019 đạt trên 1.000 tỷ đồng. Cùng với cơ quan ban ngành của tỉnh sẽ tham gia sâu hơn vào các cái dự án về công nghệ thông tin và dự án về công nghệ số. Ví dụ như vừa rồi thì chúng tôi đã có khai trương phát sóng hệ thống Wi-Fi trên tất cả các hệ thống một cửa trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2020 sẽ cụ thể hóa đến từng gói cước, từng khách hàng để nhằm đáp ứng tối đa các cái nhu cầu sử dụng của khách hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến, xuân về là dịp để mỗi gia đình đoàn viên sum vầy. Thế nhưng, thời khắc giao hòa của trái đất khi mọi người, mọi nhà quây quần bên nhau là thời điểm những chiến sĩ đại đội trinh sát tỉnh làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Có mặt tại đại đội trinh sát phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong những ngày cận Tết, nhìn những chiến sĩ trẻ với quân phục ướt đẫm mồ hôi đang miệt mài luyện tập thuần thục từng động tác võ thuật với phong thái rất tự tin, chúng tôi như cảm nhận được niềm tin vững chắc về một mùa xuân mới an lành đang đến với tất cả mọi người. Năm nào cũng vậy, tín hiệu đầu tiên của ngày Tết với đại đội là việc xây dựng và triển khai kế hoạch, huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, các phương án tác chiến, chiến thuật bảo vệ mục tiêu quan trọng, các nhiệm vụ xử lý tình huống được phân công cụ thể tới từng cán bộ, chiến sĩ, không để bị động bất ngờ. Đặc thù công việc là vậy, nhưng các chiến sĩ đại đội trinh sát vẫn luôn tự hào về nhiệm vụ của mình. Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, đại đội trinh sát phòng tham mưu đã tổ chức làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ khâu đón xuân cho anh em, cán bộ chiến sĩ như chuẩn bị trang trí, luyện tập các phương án báo động như phương án A2, chiến đấu tại chỗ, nâng cao sức dẻo dai cho bộ đội và xử trí mọi tình huống khi thủ trưởng bộ chỉ huy giao. Tết đến, cùng với tiến hành bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, đại đội cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chỉnh trang doanh trại cho xanh, sạch đẹp, chuẩn bị đón xuân. Tết ai cũng mong được quây quần sum họp bên gia đình, nhưng các chiến sĩ đại đội trinh sát thì không có ngày nghỉ, vì đây là lực lượng cơ động luôn phải nêu cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu,
và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được năm đầu tiên đón Tết trong quân ngũ, và cũng như bao đơn vị khác, đơn vị tôi cũng chuẩn bị đào, quất, bánh chưng để vui xuân đón Tết. Trong kỳ vui xuân đón Tết này, chúng tôi cũng không quên làm nhiệm vụ, trực sẵn sàng chiến đấu và nhận bất cứ nhiệm vụ gì của cấp trên giao cho. Do đặc thù, tính chất công việc nên trực Tết đã trở thành nhiệm vụ chính trị hàng năm đối với lính trinh sát. Nhưng những cái Tết của bộ đội đầy đủ hương vị quê nhà, ấm áp tình đồng chí, đồng đội, đầy chất lính. Cũng bởi vậy đã làm các anh có thêm bản lĩnh và nghị lực yên tâm canh giữ mùa xuân. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, đã có 2 cơ sở sản xuất rượu bị phạt hành chính với tổng số tiền là 12 triệu đồng. Trong 7 ngày, đoàn thanh kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 12 cơ sở, trong đó xử phạt hành chính đối với 2 cơ sở sản xuất rượu, đó là cơ sở rượu Nguyên Nhanh và cơ sở rượu Thành Thêm, đều có địa chỉ tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Mỗi cơ sở bị phạt 6 triệu đồng do vi phạm không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, đóng gói và các khu vực phụ trợ liên quan. Đồng thời, lấy mẫu rượu sản xuất của 2 cơ sở này để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm. 10 cơ sở còn lại được kiểm tra trong đợt này đều có đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo luật định. Những ngày cận Tết, trong khi người người nhà nhà đang lo sắm sửa trang hoàng nhà cửa chuẩn bị vui Tết đón xuân, thì tại bệnh viện, các nhân viên y tế vẫn cặm cụi với hồ sơ bệnh án, với kim tiêm, ống nghe như những ngày bình thường. Còn các bệnh nhân vẫn phải gắn với giường bệnh, thuốc men và dịch chuyển. Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong ngày 27 Tết, nếu như ngày thường trung bình có khoảng từ 400 đến 500 lượt bệnh nhân đến khám, thì trong những ngày giáp Tết tăng lên khoảng từ 600 đến 700 lượt người, thậm chí có những ngày cao điểm lên tới gần 1.000 lượt. Tại khoa cấp cứu, theo ghi nhận chủ yếu là các đối tượng người già, trẻ em và các trường hợp bị tai nạn giao thông. Nguyên nhân theo phản ánh của các y bác sĩ, so với những năm trước thì năm nay số ca bị tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia có chiều hướng giảm hẳn. Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên càng giáp Tết, bệnh nhân đến khám tăng lên từ 600 đến 700 lượt người. Ở một số khoa, áp lực bệnh nhân nội trú vẫn tăng. Gần đến Tết rồi, sốt ruột năm ạ. Trong khi cả hai anh em cũng ốm, ở nhà thì cũng chẳng sắm được Tết nữa. Em mong muốn là cho hai anh em nhanh khỏe, còn về nhà ăn Tết cũng hết năm rồi. Những ngày giáp Tết thì cũng có những áp lực riêng. Gia đình bệnh nhân thì cũng rất là bận bịu này, cũng rất là lo lắng cho bệnh tình của con. Cũng hỏi và thắc mắc rất là nhiều về bệnh tình của con, sốt ruột. Vì vậy mà bác sĩ càng phải giải thích cặn kẽ và lựa chọn ra những phác đồ tốt nhất để cho các cháu ra viện sớm để về ăn Tết với gia đình. Trung tâm Y tế huyện Quái Châu trong những ngày này, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh khá đông. Đa phần đều là những trường hợp điều trị ngoại trú tranh thủ đi khám và lấy thuốc trước khi nghỉ Tết. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh trước, trong và sau Tết, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đều triển khai những phương án cụ thể, trong đó tăng cường người trực cấp cứu và các ca liên quan chấn thương, ngộ độc thực phẩm. Chuẩn bị hết về trang thiết bị, cơ số thuốc, các cái phương tiện cấp cứu, thế và công tác hậu cần cho cái công tác Tết. Thế đến giờ phút này thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, thế và các cái kiếp trực thì cũng đã sẵn sàng cái công tác chuyên môn cho dịp Tết. Ngoài các cái kíp trực chính để phục vụ công tác chuyên môn tại chỗ thì chúng tôi cũng tổ chức các cái kíp, tổ chức hai kíp trực thường trực cấp cứu ngoại viện. Năm nay thì chúng tôi sẽ có khoảng 200 bệnh nhân sẽ nằm điều trị nội trú tại bệnh viện. Đối với những bệnh nhân mà thiệt thòi như vậy, không được về ăn Tết với gia đình thì mà phải nằm điều trị và ăn Tết tại bệnh viện, thì chúng tôi cũng chia sẻ với người bệnh để bệnh nhân đảm bảo yên tâm điều trị. Trong đời sống văn hóa của người Việt, được trở về nhà, đi tảo mộ và ăn bữa cơm tất niên ngày cuối năm đã trở thành một nét đẹp truyền thống của dân tộc, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sau một năm vất vả với biết bao thăng trầm của cuộc sống, cả gia đình mới có dịp để sum vầy, quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn để chia tay năm cũ
đón năm mới. Đã thành thông lệ, ngày cuối năm, các thành viên trong gia đình ông Hoàng Đức Việt, thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, dù đang công tác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay từ nước ngoài, đều tề tựu đông đủ, cùng nhau tảo mộ, mời ông bà tổ tiên về đón Tết. Những người sống xa quê ấy, thì về đón Tết, đón xuân ở quê hương rất là vui và ấm áp về cái tình cảm trong gia đình, người thân. Tất cả lại bận rộn sửa soạn cho mâm cỗ tất niên để dâng lên ông bà tổ tiên, tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới. Với mâm cơm của gia đình để cúng thờ tổ tiên thì không thể thiếu những món đặc trưng của ngày Tết. Đó là bánh chưng, chè và giò, như gà, bánh đa nem. Để làm sao đối với những mâm cơm tuy ở thời hiện đại nhưng nó vẫn có những cái nét cổ truyền của ngày xưa. Có quan điểm cho rằng bên mâm cơm tất niên còn có sự hiện diện của cả những người đã khuất trong gia đình. Giữa thời khắc đất trời sang xuân, con cháu quây quần bên ông bà cha mẹ báo cáo tình hình của bản thân trong năm, từ việc học hành làm ăn đến chuyện tình cảm hoặc đơn giản là kể những chuyện vui, chuyện buồn trong cuộc sống. Hôm qua bữa cơm tất niên thì gia đình tôi là cũng muốn nhắc nhở và truyền đạt lại cho các con, các cháu trong gia đình luôn luôn giữ được bản chất của gia đình, giữ được truyền thống của dân tộc, nhất là cái Tết cổ truyền, báo đáp với tổ tiên, công đức tổ tiên, ơn nghĩa sinh thành. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.